Chân dung giảng viên đại úy công an tiêu xài mỗi năm 20 tỷ. Nguyễn Thị Thanh Thảo, nữ giảng viên được dân mạng chú ý bởi nụ cười tỏa nắng và vẻ đẹp dịu dàng đăm thắm trong tà áo dài thanh lịch. Hình ảnh chiếc áo dài Việt với hai tà áo thướt tha trong gió khiến bao trái tim phải nao lòng. Theo những thăng trầm biến cố của lịch sử, chiếc áo dài cũng thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn của xã hội. Trong xã hội hiện đại, đâu đó hình ảnh những thiếu nữ súng xính trong tà áo dài thanh lịch vẫn gợi nên một ý thơ, một sáng hình đã đi vào tâm thức mỗi người dân đất Việt. Cũng bởi lẽ đó, với trang phục truyền thống của dân tộc, người con gái Việt Nam dường như được đẹp hơn và dễ để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng người. Vừa qua, một loạt hình ảnh nữ giảng viên của một trường thuộc ngành công an, Nguyễn Thị Thanh Thảo lại được đặc biệt chú ý. Thanh Thảo có nét đẹp đậm chất Á Đông cùng nụ cười thật hiền, e ấp trong tà áo dài xuyên dáng đã khiến bao ánh mắt phải xa xuyến. Công việc giảng viên dù rất bận rộn nhưng Thanh Thảo luôn dành thời gian tham gia nhiều hoạt động cộng đồng có ý nghĩa. Nguyễn Thị Thanh Thảo, nữ giảng viên được dân mạng chú ý bởi nụ cười tỏa nắng và vẻ đẹp dịu dàng đăm thắm trong tà áo dài thanh lịch. Được biết, giảng viên Nguyễn Thị Thanh Thảo là con đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp sông Đà Bảy. Không biết lương của ông chủ tịch hội đồng quản trị bao nhiêu mà cho con tiêu mỗi năm 20 tỷ, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Ông khéo chăm con. Được biết trong khi đó tình hình kinh doanh của công ty bố cô thì chẳng khá khẩm gì, thua lỗ 3 năm liên tiếp vì thủ tướng cảnh báo. Thế mà ông bố đứng đầu động lỗ ấy lại có dư 20 tỷ đồng cho con gái tiêu xài mỗi năm. Lại còn cười bạo không có gì đâu con. Quả là một người bố cao cả. Con gái khoe mỗi năm phá 20 tỷ của bố, lãnh đạo xong Đà Bảy, cái cướp đâu xa 20 tỷ mỗi năm. Liên quan đến vụ việc gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua, ông Nguyễn Mạnh Thắng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp sông Đà Bảy đã lên tiếng. Những ngày vừa qua, mạng xã hội Việt Nam bàn tán rầm rộ vì thông tin con gái của chủ tịch sông Đà Bảy khoe phá tiền như nước. Theo đó, một tài khoản Facebook tên Thảo Thắng được cho là của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, con gái ông Nguyễn Mạnh Thắng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp sông Đà Bảy, đã chia sẻ rằng trong 5 năm liên tiếp đều đặn tiêu tốn của bố mình mỗi năm 20 tỷ. Tuy nhiên, ông Thắng không hề trách mắng mà chỉ nói, của con cả thôi, lấy bao nhiêu thì lấy, mợ gì thì mợ, phải đúng luật là được. Những thông tin trên nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt và bàn luận xôn xao. Mới đây nhất, trên một diễn đàn báo chí có đăng tải đoạn phỏng vấn với chính ông Nguyễn Mạnh Thắng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty sông Đà Bảy. Theo đó, ông Thắng bác bỏ hoàn toàn những tin tức trên mạng. Ông cho biết, tôi cướp đâu ra 20 tỷ mỗi năm mà chi cho con gái như vậy. Thân tôi còn chưa lo xong nữa là lo cho người khác. Về những thông tin và hình ảnh tài sản đắt tiền được bà Thảo chia sẻ trên mạng xã hội, vì lãnh đạo công ty sông Đà Bảy giải bày, nó trẻ con hồ đồ, đồng bóng, nó thích tôn vinh nó lên để nó khoe khoang, chứ có gì đâu. Ông Thắng cũng cho biết thêm, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo hiện là một công chức nhà nước, lương tháng chỉ vài triệu đồng. Theo ghi nhận, sau khi gây bão mạng xã hội, hiện Facebook cá nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo đã bị khóa. Trả lời câu hỏi về những tài sản có giá trị lớn mà bà Thảo chia sẻ trên Facebook, ông Thắng đã khẳng định. Không chỉ vậy, ông Thắng cho biết con gái mình hiện chỉ là một công chức nhà nước, lương tháng vài triệu đồng mà thôi. Sau vụ việc được lan truyền rộng rãi, tài khoản Facebook cá nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo hiện đã khóa. Trong một diễn biến khác, chủ tịch sông Đà nói gì về thông tin con gái ông Nguyễn Mạnh Thắng khoe tiêu 20 tỷ trên năm? Chủ tịch tổng công ty sông Đà cho biết, công ty Jiujinko Bảy chỉ là một chi nhánh nhỏ của công ty cổ phần sông Đà Bảy trong giai đoạn năm 2013-2014. Công ty này đã được thoái vốn nhà nước, sau đó công ty Jiujinko Bảy là đơn vị có 100% vốn tư nhân và không có ràng buộc nào liên quan tới tổng công ty sông Đà. Những ngày qua, chủ tịch công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp sông Đà Bảy Nguyễn Mạnh Thắng đang nhận được sự chú ý lớn về những thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Trong 5 năm liên tiếp, đều đặn tiêu tốn của bố mình mỗi năm 20 tỷ, được cho là con gái của doanh nhân này. Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với phóng viên Dân Việt, chủ tịch tổng công ty sông Đà khẳng định,
những thông tin lan truyền trên mạng xã hội và trong dư luận về việc Yushin Kobay đang dính tới lùm xùm con gái chủ tịch công ty Yushin Kobay Nguyễn Mạnh Thắng trong 5 năm liên tiếp đều đặn tiêu tốn của bố mình, mỗi năm 20 tỷ là đơn vị thuộc tổng công ty Song Đà là không đúng. Vị này giải thích Yushin Kobay chỉ là một nhánh nhỏ của công ty cổ phần Song Đà Bảy và không có ràng buộc nào liên quan tới tổng công ty Song Đà. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn đây là đơn vị thuộc tổng công ty Song Đà, điều này gây ảnh hưởng tới hoạt động của tổng công ty. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Song Đà Bảy được thành lập vào tháng 12 năm 2007 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9 vào ngày 17 tháng 12 năm 2018. Vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 600 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1964, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Yushin Kobay. Ngành nghề chính là tư vấn môi giới đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý vận hành chung cư, quản lý khu đô thị, hoạt động trụ sở văn phòng, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, đầu tư đô thị, khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Ngoài ra còn có các ngành nghề khác như bán buôn ô tô và có xe động cơ khác, bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, giáo dục nhà trẻ, tiểu học, trung học phổ thông. Đáng chú ý khi nhắc tới công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Song Đà Bảy, nhiều người thường nhầm lẫn đây là công ty thuộc tổng công ty Song Đà. Đến nay, Yushin Kobay đã hoàn thành nhiều dự án nhà ở cho cán bộ nhân viên của một số cơ quan, đơn vị và bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Dự án xây dựng cho nhà ở cho cán bộ, công chức hiện đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội. Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên thông tấn xã Việt Nam, Kim Văn, Kim Lũ, quận Hoàng Mai. Dự án nhà ở cán bộ viên chức Bệnh viện 103. Dự án xây dựng nhà ở phục vụ cán bộ, chuyên viên cao cấp đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội. Về chất lượng công trình, khoảng tháng 3 năm 2019, nhiều cư dân hiện đang sống tại dự án nhà ở cao tầng chung cư Xuân Phương Quốc hội bức xúc về chất lượng và dịch vụ tại dự án này kém, chưa hoàn thiện, chưa đảm bảo chất lượng. Trong một diễn biến khác, tầm như tiểu thư Thảo, mỗi năm phá 20 tỷ là khiêm tốn lắm rồi. Hôm qua tới giờ dân mạng sôi sục với trần tình của cô gái mỗi năm phá của bố 20 tỷ. Thực ra khi đọc những dòng trên Facebook của cô em Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ về người cha của mình mà tôi rơi nước mắt, vì em đã bị những lời cay nghiệt, oan uổng khẩu nghiệp của chúng sanh. Cha của Thảo là đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Song Đà Bảy. Công ty Song Đà Bảy là thành viên của tổng công ty Song Đà. Song Đà Bảy đã trúng thầu nhiều dự án khủng như dự án nhà ở cấp bộ, trên bộ, dự án nhà ở chuyên viên cao cấp văn phòng quốc hội, dự án nhà ở viên chức viện 103. Theo liệt kê của Thảo, bố em giành được 7 dự án khủng, cho nên em đã rất khiêm tốn khi nói về bố mình. Tầm như em, phá mỗi năm cả 100 tỷ cũng được. Trong một diễn biến khác, Song Đà Bảy của đại gia Nguyễn Mạnh Thắng trùng loạt dự án nhà ở cho cán bộ. Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Song Đà Bảy làm chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn ở Hà Nội, trong đó đa phần là các dự án cho cán bộ công chức nhà nước. Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Song Đà Bảy được thành lập vào tháng 12 năm 2007. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9 vào ngày 17 tháng 12 năm 2018, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 600 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1964, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Yushin Kobay. Ông Nguyễn Mạnh Thắng cũng chính là người vừa qua nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng sau khi đoạn trạng thái trên tài khoản mạng xã hội được cho là của con gái ông nói về việc 5 năm liên tiếp đều đặn tiêu của bố mình mỗi năm 20 tỷ. Theo tìm hiểu, công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Song Đà Bảy làm chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn ở Hà Nội, trong đó đa phần là các dự án cho cán bộ công chức nhà nước, cụ thể đó là các dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức hiện đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, địa điểm xây dựng tại phía Nam, ô đất có ký hiệu CT2, ô đất ký hiệu CT2C, thuộc khu đô thị mới Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tiếp đến là dự án xây dựng nhà ở phục vụ cán bộ, chuyên viên cao cấp đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, địa điểm xây dựng tại phía Bắc, ô đất có ký hiệu CT2, ô đất CT2A, CT2B thuộc khu đô thị mới Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ cho cán bộ cấp bộ trưởng, trên bộ trưởng đương chức công tác tại Quốc hội, địa điểm xây dựng tại ô đất có ký hiệu TT4 thuộc khu đô thị mới Phùng Khoang, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương hiện đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, địa điểm xây dựng tại ô đất TT9 và TT10, khu đất mới Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ngoài ra còn có các dự án như dự án nhà ở cán bộ viên chức Viện Bỏng Quốc gia, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng, địa chỉ xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Dự án nhà ở cán bộ viên chức Bệnh viện 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng, địa chỉ xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Dự án nhà ở cán bộ chiến sĩ Viện Chiến lược Khoa học Công an, Bộ Công an và cơ quan khác của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, địa chỉ phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án nhà ở cán bộ viên chức Thông tấn xã Việt Nam, địa chỉ khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện Eugenco 7 cũng đang thực hiện dự án nhà ở 90 Nguyễn Tuân, ố 90 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chân dung thuyền trưởng Nguyễn Mạnh Thắng. Ông Nguyễn Mạnh Thắng sinh năm 1964, là tiến sĩ luật học nhưng lại có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, từng tham gia vào các công trình thủy điện trọng điểm quốc gia như Hòa Bình, Gia Lai, Sông Hinh, Phú Yên, Tuyên Quang, Sơn La. Trong phần giới thiệu được đăng tải trên website công ty miêu tả, một thành công ở công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 đều gắn liền với tên tuổi người thuyền trưởng, người cầm lái lúc nào cũng kiên định, quyết đoán nhưng uyển chuyển, linh hoạt biến thách thức thành cơ hội, đưa con tàu đi đến nơi cần đến, tới bờ cập bến. Đó là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tiến sĩ Luật học Nguyễn Mạnh Thắng. Ông này cũng được miêu tả là người không ồn ào, lặng lẽ tính toán cân nhắc từng bước đi, không đưa ra con số chi tiết về lợi nhuận kinh doanh. Bài giới thiệu miêu tả Eugenco 7 với vai trò người lãnh đạo cùng sức mạnh tập thể đã làm ăn có lãi, quản trị phát triển nguồn vốn bền vững, phong cách làm việc có tính chuyên nghiệp cao, định hướng đúng đắn khoa học và thực tiễn tuân thủ luật pháp. Cũng phải nhấn mạnh thêm, công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 là một doanh nghiệp mà ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc. Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 có ngành nghề chính là tư vấn môi giới đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý vận hành chung cư, quản lý khu đô thị, hoạt động trụ sở văn phòng, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, đầu tư đô thị, khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Ngoài ra còn có các ngành nghề khác như bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, giáo dục nhà trẻ, tiểu học, trung học, phổ thông.